Đầu xót trước di ảnh và khu mộ của 6 người có trùng ngày mất. Đó là ngày mùng 7 tháng 7 năm 2015. Chắc hẳn mọi người vẫn chưa quên câu chuyện vụ thảm sát kinh hoàng ở Bình Phước cách đây 6 năm. Vào ngày mùng 7 tháng 7 năm 2015, tại ngôi nhà của ông Mỹ, vụ thảm sát đã cướp đi 6 tính mạng, gồm cha mẹ, con và cháu. Bắt nguồn của vụ thảm sát này là một lý do khiến nhiều người phải bỡ ngỡ, bất ngờ. Đó là do sự cấm cản của tình yêu của một đôi bạn trẻ yêu nhau. Hung thủ chính là người yêu và là người tình của cô con gái của ông Mỹ đây. Nghe kể lại rằng, sau khi bị ngăn cản vì tình yêu, Nguyễn Hải Dương, người sát hại những người trong gia đình đây, đã cảm thấy như bị phản bội và như một ai đó đã cướp đi cơ hội mà anh ta đúng ra được hưởng. Anh ta đem cái nỗi chút hận đó dồn hết lên và rủ thêm người bạn của mình đến và sát hại toàn bộ 6 người trong gia đình của ông Mỹ. Thì mọi người có thể nhìn thấy thì đây là một khu mộ gia đình được trang trí và thiết kế theo kiểu sân vườn, rất là trang nghiêm và nhìn rất là đẹp. Khi mọi người đi vào từ phía kia, mọi người nhìn thấy đây, ở đây sẽ có một cái dàn cây neo và một dàn cây như thế này, thì mọi người có thể biết được đây là khu mộ của gia đình Lê Nguyễn. Đó, thì khu mộ này gồm có 7 ngôi mộ và trong cái vụ thảm sát thì có 6 người, vậy nên có một ngôi mộ nào từ trước rồi. Bây giờ mình sẽ đưa mọi người cận cảnh vào trong để xem, để cận cảnh xem ngôi mộ, khu mộ sẽ như thế nào nhé. Mình ra đây mình nói chuyện mọi người một tí. Thì mình vừa bảo thắp nhang cho những người ở đây. Và hôm nay mình xin phép quay một đoạn clip, tôi xin phép gia đình, xin phép tất cả những người mà có liên quan đến khu mộ, những người thân ở đây, để mình được quay một cái clip gửi đến mọi người, để chia sẻ mọi người một cái câu chuyện về tình yêu và cũng có thể là một câu chuyện về thù hận nào. Thì đúng sai thì mong mọi người bỏ qua cho mình để mình được đăng tải và mình được làm một cái câu chuyện để những ai mà chưa biết thì biết đến, những ai biết rồi thì thôi ha. Bây giờ mình sẽ quay cận cảnh và review xung quanh khu mộ này cho mọi người biết về 6 ngôi mộ này nhé. Thì đầu tiên là phải là cái chính điện mọi người. Chính điện thì ngay cạnh một dàn cây như thế này và có trang trí thêm non bộ, hoa lan và rất là nhiều những cây cảnh khác xung quanh. Đặc biệt là có một cái ngôi chính điện, ngôi thờ như thế này để người ta trưng bày những di ảnh và những gì người ta có thể là lưu giữ, những kỷ vật. Thì trong đây mọi người có thể nhìn thấy thì phía trên đây là một cành hoa, hoa lan giả, và dưới đây là những búp bê, những chú gấu, chắc có thể là do những cái kỷ niệm, những cái gì còn sót lại của các bé khi mất. Bên trong kia có một bài thơ mẹ của các con: con ra đi, đời còn quá non trẻ, gánh theo chồng, theo cháu mẹ đi, sự nghiệp kia để lại làm chi, khi bé, khi cháu bé chưa đầy 2 tuổi, nước mắt mẹ chảy dài thành muối. Nói chung là bài thơ rất là dài, mình chỉ đọc như thế thôi.
Còn trên đây thì mọi người có thể nhìn thấy cận cảnh là có giữa là có chữ phúc, và bên này có chữ tổ tiên công đức muôn đời, bên kia có con cháu thảo hiền vạn kiếp. Đó. Thì trong đây thì mọi người có thể thấy cận cảnh này có một số cái vật nhỏ nhỏ như thế kia, chắc đó là những cái kỷ niệm của những người lúc còn sống. Thì mình vừa thắp hương thắp nhang cùng với lại có anh Đồng nữa, mình cũng xin phép rồi. Mình quay cái như thế này thì cũng rất là nhiều người sẽ vào chửi mình, nhưng mà mình phải quay để chia sẻ cho mọi người biết khu mộ trang nghiêm và khu mộ của 6 người này tuyệt vời như thế này. Đó. Thì cận cảnh đây là có một người ngoài, còn đây là 6 người trong một gia đình này. Đó. Còn tuổi tác và năm mất, tất cả mọi thứ ở bên ngoài mình sẽ chuẩn bị ra đó để mình quay cận cảnh cho mọi người xem. Còn bên trong đây thì có như thế này thôi. Đó. Phía bên trên kia có hai chú thật thùng. Bây giờ mình sẽ đi ra ngoài phía đây để bắt đầu quay cho mọi người xem cận cảnh các khu mộ. Thì đây mọi người có thể thấy là đây là ngôi mộ của hai ông bà, là ông Mỹ và bà Ánh Nga. Nói chung là mình không có nhắc lại để trách móc hay là nói gì những người đã mất, nhưng mà mình muốn ở đây kể lại cho mọi người nghe một câu chuyện như thế. Câu chuyện mà về cái chuyện ngăn cản, ngăn cấm chuyện yêu đương của con cái khiến xảy ra một cái hậu quả vô cùng kinh khủng. Thì Nguyễn Hải Dương đây là một người, một chàng trai hoàn toàn bình thường, không có mắc bệnh, một vấn đề gì về tâm lý hay về thần kinh. Khi anh yêu con gái của ông bà đây thì có thể là đã bị ngăn cấm, hoặc là có thể là có những cái câu nói xúc phạm khiến anh trở nên căm phẫn và nghĩ rằng là người ta đang khinh thường và đang cắt mất cái cơ hội để anh đến với người con gái mà anh yêu. Để rồi anh nảy ra những cái suy nghĩ không tốt, anh đã quyết định rủ người bạn của mình để sát hại cả gia đình. Có rất là nhiều người sẽ thắc mắc bảo tại sao người bạn của anh ấy thì lại đồng ý việc mà đi làm điều đó. Có phải người bạn của anh là người thân thiết hay là người sống tình nghĩa với anh hay sao mà lại đồng ý việc đi thảm sát gia đình nhà bạn gái? Thực ra không phải. Vụ án này là tòa đã xử cách đây mấy năm rồi, thì hung thủ cũng đã phải đền mạng. Còn sự thật như thế nào thì hung thủ cũng đã khai nhận. Trong quá trình hung thủ bị cắt đứt, bị gần như cấm yêu con gái của ông bà đây, hung thủ đã lên kế hoạch, chuẩn bị sẵn sàng rất là nhiều thứ kỹ lưỡng để sát hại nhà ông bà đây một cách tàn nhẫn. Hung thủ đã dụ người bạn của mình là đi lấy tiền nợ của người ta xù mình, và khi lấy được sẽ chia đôi 50-50, số tiền là 800 triệu. Thì người bạn cũng vô tình vào cái câu chuyện không rõ, thì nghe thấy tiền thì cũng đi. Mọi người có thể thấy rằng là sinh năm 1993, và mình nghe đâu là đây là cô gái người yêu của người đã gây ra vụ thảm sát này, và cũng có thể là gọi là cái mấu chốt, cái nguyên nhân. Nhưng mình kể ra đây không phải là để trách cứ gì đâu, mình đang nói chuyện với mọi người về cái câu chuyện này. Đây là chắc không nhầm thì là em trai Hưởng Dương 16 tuổi, còn chị gái thì 23. Tiếp tục quay trong bên này.
Đây có thể là người bé tuổi nhất. Mình đoán không nhầm thì đây chắc chắn là hai cháu của ông Mỹ. Một bé 15 tuổi và đây là một cô gái là 22 tuổi, sinh năm 1996. Đó. Thì nói chung thì tất cả các ngôi mộ này đều có đặc điểm chung là trùng ngày và giống nhau về thiết kế và trùng ngày mất, ngày mùng 7 tháng 7 năm Ất Mùi. Còn bên trong đây thì có một ngôi mộ, thì được biết rằng là ngôi mộ này đã có từ trước rồi nhé mọi người nhé. Ngôi mộ này thì đã có từ trước rồi. Vậy là khu mộ này đã xây dựng và hoàn thành vào tháng 6 năm 2012, trước lúc gia đình gặp nạn 3 năm.